Chiều ngày 3 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo sơ bộ liên quan vụ cháy lớn tại chợ Khai Tre vừa xảy ra vào dạng sáng ngày 3 tháng 12. Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 40 phút tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khai Tre. Phát hiện hỏa hoạn, tiểu thương đã báo cho ban quản lý chợ và cùng nhau hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, bùng phát rất nhanh và khói mù mịt trong đêm nên không ai kịp trở tay. Nhận tin báo, 9 xe cứu hỏa cùng hơn 250 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ngoài ra, còn huy động các lực lượng khác như bộ đội, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia chữa cháy, giúp các tiểu thương sơ tán hàng hóa. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày mùng 3 tháng 12, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản rất nặng nề. Thống kê bước đầu, vụ cháy xảy ra trên diện tích hơn 2000 m2, bao gồm cả khu vực đình chính và đình phụ của chợ Khai Tre. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 335 kiosk, gian hàng kinh doanh khu vực bị cháy chủ yếu là các gian hàng áo quần tạp hóa đồ điện rất may không có thiệt hại về người